Xin chào bạn, mình là Trần Thắng và hiện tại Thắng đang sống tại Nhân Trạch, Đồng Nai. Và cái vị trí Thắng đang ở thì các bạn nếu các bạn đi từ thành phố Hồ Chí Minh xuống ấy thì các bạn đi cái đường nút giao 319 thì xuống đây các bạn hoàn toàn có thể gặp Thắng được rất là dễ dàng. Và những ngày qua thì Thắng cũng đi một số nơi và cũng nghe được một cái số những cái tin tức, thì ngày hôm nay ngay ngày thứ hai đầu tuần thì Thắng làm cái video này để chia sẻ với các bạn cái tình hình về những hạ tầng và bất động sản ở dưới Long Thành và Nhân Trạch để các bạn có thể nắm được tình hình nha. Thứ nhất đó là về tin về cái đường vành đai 3, thì chắc chắn rằng mọi người bây giờ nhắc đến Nhân Trạch bây giờ thì hầu như 100 người ấy thì phải đến 99 người sẽ quan tâm đến cái đường vành đai 3 rồi, bởi vì nó là một cái tuyến đường rất quan trọng và nó tạo chắc chắn sẽ tạo ra một cú hích, một cú sóng thần lớn tại thị trường bất động sản Nhân Trạch. Và cách đây mấy ngày thì Thắng có làm một cái video về cái việc mà quyết tâm khởi công đường vành đai 3 đấy các bạn này. Đó, vào năm 2022 đó thì về báo chí cũng đã đưa ra những thông tin đó rồi, thì hy vọng đó sẽ là trở thành sự thật. Và cách đây 1 2 ngày thì Thắng có biết được cái thông tin đó là cái chủ đầu tư của một cái dự án có nguyên một cái đoạn mặt tiền đường vành đai 3 từ sông cho tới gần tới đường Lý Thái Tổ, thì cái dự án đó là khu đô thị du lịch Long Tân của chủ đầu tư là DIC. Và DIC thì trước đây sẽ là chủ đầu tư của dự án Sầu Văn Bay đó các bạn, để sau đó chuyển giao cho những F2 về chủ đầu tư của Trung Quốc, thì họ hiện tại họ cũng đang là chủ đầu tư của các đoạn dự án khu đô thị du lịch Long Tân đó với mặt tiền đường vành đai 3. Thì các bạn nghĩ coi, nếu mà họ đổ vốn cả ngàn tỷ vào đó để thực hiện dự án thì các bạn nghĩ họ có nắm bắt được cái thông tin về 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 cái đường vành đai 3 không? Có không các bạn? Thì theo bản thân Thắng Hí thì chắc chắn là có, họ phải nắm được cái đó thì họ mới bắt đầu dục dịch về cái vành đai 3. Bởi vì làm sao, khi mà họ triển khai cái đó này, triển khai cái đó đến khi nào mà vành đai 3 khởi công hay là khởi công thì đó là bước vào cái giai đoạn bán hàng của họ rất là xuất sắc, bởi vì nó tạo ra một cái cú hích thị trường cực kỳ là tốt, đúng không ạ? Chứ bây giờ nếu mà để đường vành đai 3 mà làm xong hay bắt đầu là làm đi một làm được một giai đoạn đi thì bắt đầu mới triển khai dự án ấy, thì có phải chúng ta bỏ đi một cái giai đoạn đầu bán hàng, đúng không? Mà cái giai đoạn đầu là cái giai đoạn mà khi bắt đầu khởi công cái vành đai 3 nó cực kỳ là tốt, bởi vì nó sẽ tạo ra rất nhiều tin tức và rất nhiều nhà đầu tư lúc đó sẽ đổ về Nhân Trạch, thì giai đoạn đó là cái giai đoạn để bán hàng. Và khi mà ông ấy đổ cái vốn cả ngàn tỷ vào đó thì chắc chắn rằng ông phải nắm được cái vấn đề gì đó rồi. Thì đó là một cái tin tức khá là tích cực mà Thắng cũng hy vọng rằng là vành đai 3 sẽ sớm được làm, và cái dự án đó khi mà họ triển khai lên thì nó cũng tạo ra một cái diện mạo cực kỳ là mới và đẹp cho cái khu phía Long Tân của huyện Nhân Trạch đó. Cái khu dưới đó thì cũng nó sẽ tạo ra một cái diện mạo cực kỳ là đẹp nha, khi mà dự án nó lên hết đó. Và khi mà đó thì những người Sài Gòn sẽ đổ về bên đây khá là nhiều, đúng không các bạn? Chỉ cách nhau một con sông thôi, bên kia là thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức, còn bên đây là Nhân Trạch, Đồng Nai. Mà bây giờ giá Thủ Đức bây giờ như các bạn đã biết rồi, khi mà đấu giá bây giờ nè, Thủ Đức là 2 tỷ tư một mét vuông, đúng không ạ? 2 tỷ tư một mét vuông thì qua đây ví dụ như đất đất nền dân cư hiện hữu đi thì mới có đâu là 15 triệu một mét vuông, rất là bình thường đó. So với 2 tỷ tư một mét vuông là 2 triệu tư, 2 tỷ tư một mét vuông là không có xi nhê gì, phải không các bạn? Rồi, đó là cái tin về vành đai 3. Thấy thấy cũng có cái tín hiệu tích cực như vậy đấy. Đứng trên vai các khổng lồ, chúng ta nhìn các khổng lồ họ làm cái gì thì chúng ta cũng phải suy nghĩ tại sao họ làm như vậy. Cũng khá là hay. Rồi, một cái thông tin tiếp theo mà Thắng muốn cập nhật cho các bạn đó là cái thời điểm vừa rồi này, Thắng đi về bên cái đường 25C khá là nhiều đó. Và cũng ghi nhận được một số thông tin là hiện tại là có một số bạn báo là nói với Thắng là cái đoạn đó thì hiện tại đang có rất nhiều người về đo đạc, thì khả năng là về để đo đạc cái con đường để đi nối 25C đi ra quốc lộ 51 đó các bạn. Đó thì hiện tại thấy mọi người chụp hình thì cũng đi đo đạc khá là nhiều ở cái đoạn đó. Và cái tiếp theo nữa thì vậy thì có đoạn 25C, vậy như khi đo đạc như vậy thì các bạn có thể hỏi rằng là vậy 25C sẽ được triển khai làm sao và khi nào được triển khai. Thì Thắng cũng có một cái như vậy này, Thắng có một cái bạn học chung cấp 3, học chung cấp 3 nha, người bạn này là con gái học chung cấp 3, thì nhà bạn này thì có 2 mẫu đất lúa ở chỗ mặt tiền đường vành đai 3 đó,
đó. Thì khi mà cái mặt tiền đường vành đai ba đó, thì khi mà dục dịch à, mặt tiền đường 25C nhé, xin lỗi nhé, mặt tiền đường 25C có hai mẫu ở mặt tiền đường 25C đó. Thì khi mà 25C dục dịch làm ấy, thì công tác đầu tiên nhất là phải đo đạc, ok rồi phải không? Sau thứ hai là tính toán cái việc là triển khai về vấn đề đền bù đúng không? Mà đất của nhà bạn Thắng thì hai mẫu đất lúa nằm ở cái mặt tiền đó, thì cách đây ngày hôm qua hay ngày hôm kia gì đó, thì Thắng có gọi điện và Thắng nói chuyện là bên đó thì đã có cái ai xuống làm phương án đền bù gì chưa, hay hỏi đền bù bao nhiêu chưa, thì hiện tại là chưa nha, chưa có nha, chưa có đó. Nên các bạn cứ yên tâm, cơ hội để các bạn đầu tư ở cái khu vực mà đường 25C còn khá là nhiều, chứ hiện tại chưa nhá. Nhiều bạn kêu là chưa, nhưng mà chưa thì đó là cơ hội đấy, thị trường luôn còn ở đó và cơ hội luôn còn ở đó. Nó chưa thì chúng ta còn có thời gian để chúng ta tìm hiểu bất động sản, tìm hiểu về quy hoạch và tìm hiểu thêm những cái thông tin khác, đúng không ạ? Chứ bây giờ nó mà làm rồi là chúng ta nhiều khi không kịp đâu, tại vì tiền bây giờ như Thắng là nhiều khi muốn mua nó, nhưng mà tiền nó không có, tiền có một mẫu à, nhất là phải bán khác đi, thứ hai là phải tìm cách kiếm nhiều tiền lên để mà đi mua. Nên là khi mà chưa có tiền thì thôi cứ cứ mong sao từ từ làm, để khi nào có tiền rồi là khởi công là vừa, lúc đó là mình tìm cách mình đi mua, sau đó nó khởi công, đúng không ạ? Đó thì là chưa nhá. Đó thì đó là hai cái thông tin mà Thắng muốn cập nhật cho các bạn, hy vọng rằng là nó phần nào bổ sung vào cái thông tin cho các bạn, để các bạn định hướng được khi mà xuống Nhân Trạch đầu tư hay hoặc Long Thành đầu tư, thì nhắc tới cái đoạn 25C đó và cái đoạn vành đai ba thì có phải là thị trường nó chỉ có liên quan tới đến Nhân Trạch thôi. Thì hiện tại đây là hai tuyến đường quan trọng nhất, và Thắng nghĩ là toàn huyện sẽ tập trung vào hai cái tuyến đường này đó. Tuyến đường 25C là tuyến đường đại lộ lớn nhất của Nhân Trạch hiện tại, đi để mở cái cánh cửa của Nhân Trạch đi vào sân bay. Và cũng may mắn sao là cái sân bay khi mình đi thẳng ra thì lại phóng thẳng vào Nhân Trạch, thì đó cũng có thể là một cái đường chính của sân bay đi ra. Thì nếu mà đầu tư ở 25C ấy, thì hiện tại Thắng ghi nhận là có một số nhà đầu tư cũng đang xuống đó tìm hiểu về khu vực đó nha. Thứ nhất, nếu mà về dự án thì các bạn hoàn toàn có thể quan tâm đến những cái dự án là mặt tiền 25C, bởi vì sau này khi mà sân bay mà khởi động hoạt động thì giai đoạn 1 là 20 triệu khách một năm, thì cái hướng đường mà phóng thẳng ra đó, ở đại lộ Nguyễn Ái Quốc 25C đó, thì có phải là cái tuyến đường đi thẳng như vậy họ cũng sẽ thuận tiện không? Thì chắc chắn rằng là hai bên mặt tiền của 25C, cái phía mà đồng ruộng đó đó, thì cái quỹ đất nó khá là đẹp, và cái dự án thì không thể nào mà bỏ lỡ được cái quỹ đất đó rồi. Nên các bạn muốn đầu tư dự án về cái phân khúc mà đón sân bay như vậy, chạy ra như vậy, thì hoàn toàn có thể quan tâm tới cái dự án đó để xem cái chủ đầu tư là ai. Nếu mà chủ đầu tư cực kỳ uy tín nữa thì đó là một cơ hội để các bạn đầu tư, được không? Còn nếu mà đầu tư về dự án tiếp theo thì ở gần đó có dự án Tiến Lộc Garden. Tiến Lộc Garden thì đã có cách đây mấy năm rồi, và theo ghi nhận thì cái hiện tại cái giá ở đó nó cũng đang đi ngang. Nó cái dự án Tiến Lộc ấy thì nó ở mặt tiền đường Nguyễn Văn Ký, hay còn gọi là tuyến đường Bà Ký, hoặc gọi là đường Hương Lộ 12 đó. Thì nó còn nằm đó thì còn có cơ hội, nó chưa lên giá thì còn có cơ hội ở đó. Đó chứ không phải là đứng là không có cơ hội nha các bạn. Thắng bây giờ nó thích thị trường mà im im im, im vậy á, chứ không thích thị trường sôi nổi lắm đâu. Người ta sôi nổi thì người ta đi thì cho ai nhảy vào thì như vậy thì nhảy, chứ mình cứ từ từ thôi. Đó thì cái tuyến đường Nguyễn Văn Ký là một cái tuyến đường mà nó sẽ cũng ôm sát về cái những dự án bất động sản xung quanh đó, và cũng giao cắt với cả cái đường 25C. Thì những cái mặt tiền đó các bạn hoàn toàn có thể quan tâm đó, và những cái đất nền dân cư hiện hữu xung quanh đó, thì sau này khi mà làm một tuyến đường đó và dự án về siêu thị này, công viên này, rồi những dịch vụ giải trí khác về đón những người khách ra sân bay, thì toàn cái khu vực đó Thắng nghĩ là chắc chắn nó sẽ tỏa sáng, nay mai chắc chắn sẽ tỏa sáng ở khu vực đó. Đó đó là một cái bài toán cực kỳ là tốt của Nhân Trạch ở phía đó. Còn 25C thì Thắng cũng chia sẻ rất là nhiều rồi đúng không, về cả đất nền, đất dự án. Còn DIC khi mà nó bán thì Thắng nghĩ là các bạn nếu mà thấy DIC, Thắng nghĩ là chủ đầu tư cũng khá là tốt đấy, bởi vì bữa giờ Thắng quan sát cái thị trường cổ phiếu của chủ đầu tư DIC thì cái cổ phiếu của họ khi mà bữa giờ tăng khá là tốt nha, ai mua nó có thể nhân hai tài sản đấy, quánh 10 tỷ nó lên được 20 tỷ được đó, nhưng bây giờ thì cũng khá là cao rồi. Nhưng mà đối với những cái dự án bất động sản của họ ấy,
là họ đón được những hướng đầu tư công rất là tốt. Họ đón được những hướng đầu tư công rất là tốt. Nên là Thắng nghĩ cái giá cổ phiếu của DIC chắc chắn sẽ còn lên nữa. Có thể giai đoạn này nó sẽ lên xong rồi nó sẽ giảm, nhưng về sau Thắng nghĩ là sẽ còn lên, bởi vì nó ăn theo cái dự án đường vành đai 3 và cái dòng tiền đầu tư công đổ về đó, và nó tạo ra cái cú hích cho cái bất động sản của họ đó. Thì video ngày hôm nay thì đang chỉ chia sẻ tới như vậy thôi. Thì rất vui được chia sẻ những thông tin này tới các bạn. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau.